Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Các bạn thân mến để không bỏ lỡ tất cả những tin tức nóng hổi vừa thổi vừa xem nào, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày nay. Hiện tại các fan hâm mộ đều rất thắc mắc tại sao địch lại nhật ba hai vương nhất bắc vẫn không mua nhà riêng cho mình dù đã giàu có và nổi tiếng. Ngay sau đây hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu câu trả lời nhé. Là mỹ nhân 9x đắt giá nhất Cbiz hiện nay, nữ diễn viên địch lệ nhiệt Ba chính là con cưng của các nhà sản xuất và thương hiệu nổi tiếng. Mức độ phủ sóng cũng như nhân khí của người đẹp tăng lên không ngừng, giúp tên tuổi của cô ngày càng được biết tới nhiều hơn. Khi tham gia game show, mỹ nhân tân cưng địch lệ nhiệt ba gây xôn xao khi tiết lộ. Khi bước chân vào showbiz năm 18 tuổi tới nay, cô vẫn luôn sống ở khách sạn và chưa từng suy tính tới việc mua nhà riêng. Thông tin này khiến cho cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ, bởi lẽ những ngôi sao nổi tiếng của Cbiz hầu như đều sở hữu rất nhiều bất động sản vậy nhưng địch lại nhiệt ba một trong những mỹ nhân được săn đón nhất nhì xì bít lại bằng lòng với cuộc sống này đây mai đó biết được điều này mc của chương trình cũng vô cùng ngạc nhiên và hỏi địch lại nhiệt ba vì sao lại không mua nhà riêng nữ diễn viên cho biết công việc của cô vốn không ổn định thường xuyên phải di chuyển giữa các thành phố vậy nên không biết phải mua nhà ở đâu cho hợp lý trường hợp của địch lại nhiệt ba quả thật rất hiếm có trong làng giải trí khi suốt 9 năm qua cô chỉ sống tại khách sạn. Trong khi đó, không biết ngôi sao si bít vừa mới bắt đầu nổi tiếng đã mua siêu xe, biệt thự cao cấp và thường xuyên khoe giàu có trên mạng xã hội. Được biết, giá trị tài sản của địch lệ nghiệp ba hiện tại là khoảng 200 triệu tệ, tương đương 653 tỷ đồng. Không ít người tiếc rẻ và cho rằng, người đẹp Tân Cương hoàn toàn có thể dùng số tiền trên để tậu siêu biệt thự hoặc tấn công thị trường bất động sản. Cũng trong một lần tham gia phỏng vấn, Vương Nhất Bác cho biết bản thân anh vẫn chưa có nhà. Nhưng vì lý do gì mà anh chàng lại không mua căn nhà cho riêng mình? Thực ra tất cả đều có nguyên nhân. Lúc tham gia chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, trong đó có một tập nhắc tới cơ cấu nhà lý tưởng trong tương lai của Vương Nhật Bắc. Anh cho biết, hy vọng có một căn nhà có một sàn để quần áo, mũ nón, một phòng chơi game, tốt nhất phải có một phòng để xe mô tô. Ngay sau yêu cầu cuối cùng của căn nhà tương lai của nam diễn viên ca sĩ, rất nhiều cư dân mạng đều nói rằng không biết giá nhà của Vương Nhật Bắc mắc bao nhiêu. Yêu cầu nhà của Vương Nhật Bắc có thể nói rất cao, thậm chí cuối cùng anh còn hy vọng trong sân nhà có một đường để đua xe. Rất nhiều cư dân mạng tưởng tượng và thấy rất giống với pháo đài, đưa ra danh sách những thứ cần thiết buộc phải có trong căn nhà của mình như thế này, bảo sao anh chàng mãi không tìm kiếm được ngôi nhà vừa ý của mình. Vương Nhất Bắc sinh ngày mùng 5 tháng 8 năm 1997, là nam ca sĩ diễn viên người Trung Quốc. Ngày 19 tháng 5 năm 2014, anh chính thức bước chân vào ngành giải trí với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam Uniqui. Ngoài ra, Vương Nhất Bắc còn được biết tới là chàng nghệ sĩ đa tài, đa nghệ. Ngoài trừ thân phận là diễn viên thần tượng, bản thân anh cũng là một MC tài năng, am hiểu nhiều môn thể thao. Sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì tiền bạc cũng không còn là vấn đề gì lớn lao nữa. Chúng mình là Hồng Sibit. Sì nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!